hello xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh tri thức quanh ta mọi người ơi có ai trong số những người đang xem video hôm nay chưa một lần được nhìn thấy mưa đá hay không hoặc nói vui một cách khác là mong ước một lần được nhìn thấy mưa đá xem nó ra làm sao ồ oh, xem ra thì cũng có chút thú vị chứ vì cứ tưởng tượng rằng một buổi sáng sớm khi mà chúng ta vừa hé mở cánh cửa của căn nhà này mà thấy trước sân nằm ngổn ngang những viên đá lớn nhỏ với các hình thu khác nhau thì cũng thật là mã nhãn phải không nào nhưng nói vui vậy thôi chúng ta cũng đừng trông mong điều đó nhé vì bên cạnh một chút ít hấp dẫn làm cho ta mãn nhãn trong giây lát, thì là cả một loạt những nguy hiểm và thiệt hại cực kỳ lớn đấy. Hãy cùng với tri thức quanh ta tìm hiểu về hiện tượng này ngay bây giờ nha. Thông thường thì mưa đá hay hình thành trong các tháng chuyển tiếp giữa mùa lạnh sang mùa nóng như là tháng 4, tháng 5, tháng 6 hoặc giữa mùa nóng sang mùa lạnh tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Mưa đá được hình thành khi các dòng không khí lên xuống mãnh liệt hay còn gọi là đối lưu. Nói như vậy có nghĩa là mùa lạnh thì sẽ không có mưa đá phải không? Không phải đâu các bạn nha, tuyệt đối là không nên chủ quan. Họa chăng là mùa lạnh sẽ ít xuất hiện hơn thôi chứ không phải hoàn toàn không có đâu. Các bạn có tin được không? Mới dịp Tết năm 2020 mới đây thôi, tại một số huyện của tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra trận mưa đá rất lớn mà hôm đó là đúng 30 Tết đấy. Vậy nguyên nhân nào hình thành nên hiện tượng thiên nhiên thú vị này? Mưa đá chắc chắn là nhiều người biết, nhiều người thấy rồi nhưng chưa biết nó sinh ra như thế nào phải không? Không sao không sao, vì ngay bây giờ hãy theo dõi tiếp video là sẽ có câu trả lời ngay thôi. Trước hết thì chúng ta cùng hiểu rằng quá trình để tạo ra một cơn mưa bình thường sẽ đi theo một vòng tuần hoàn, thứ tự từ việc hơi nước bốc lên rồi ngưng tụ và tạo thành giọt nước rơi xuống. Điều này chắc là đa số đều hiểu biết cả rồi. Vậy mưa đá thì có đi theo chu kỳ đó hay không? Y chang như vậy luôn các bạn nhé. Hoàn toàn không khác gì cả. Mà cái khác ở đây chỉ là do những hơi nước ấy không ngưng tụ trong những đám mây bình thường mà hình thành trong các đám mây đối lưu mà thôi. Sự xung đột giữa hai khối khí nóng và lạnh kích thích sự đối lưu phát triển mạnh. Khi các đám mây gần mặt đất được các luồng không khí bốc lên cao thì phần trên của mây thường ở nhiệt độ dưới mức là âm 20 độ C. Vì vậy mà khiến cho rất nhiều hơi nước trong mây biến thành những hạt băng nhỏ. Nhưng tầng mây ở dưới thấp hơn, do nhiều nguyên nhân không thể ngưng kết thành băng, lại biến thành các giọt nước có độ lạnh dưới 0 độ C. Tiếp theo, các luồng không khí không ngừng bốc lên cao sẽ đưa một khối lượng lớn các giọt nước lạnh này lên tầng trên của đám mây, rồi ngay sau đó thì chúng đông kết lại với các hạt băng đang tồn tại ở tầng trên, làm cho thể tích của các hạt băng này ngày càng lớn hơn. Đến khi trọng lượng tăng đến mức độ nhất định nào đó thì dĩ nhiên chúng sẽ rơi xuống các tầng mây thấp khi rơi xuống tầng mây thấp thì mặt mặt ngoài của băng lại được bao bọc thêm một lớp màng nước, đồng thời lại bị các luồng nước khi lạnh khi yếu đang không ngừng bốc lên cao tác động vào. Càng bị các luồng khí tác động lâu thì lớp áo nước của băng thể ngày càng va chạm liên tục và dẫn đến dính chặt lẫn nhau và khiến cho thể tích của băng thể càng lớn hơn. Đến lúc này thì các luồng không khí không còn có thể tung hứng các băng thể được nữa, đành để cho chúng rơi xuống mặt đất và gây ra những trận mưa đá mà chúng ta thấy. Wow, một hành trình quá là phức tạp phải không nào? Nhưng nếu như vậy thì có phải là cứ bầu trời càng nhiều nước thì hạt mưa đá càng to không? Xem ra nếu như vậy thật thì cũng khá là gai gò phải không nào? Nhưng may quá là hoàn toàn không phải như thế này. Các nhà nghiên cứu đã cho biết là sức mạnh của dòng không khí chuyển động lên phía trên trong cơn bão mới là yếu tố quyết định kích cỡ của chúng. Do vậy mà những vùng không khí hoạt động hỗn loạn là những nơi sinh ra các hạt mưa đá lớn nhất. Ước tính thì luồng không khí chuyển động lên phía trên với vận tốc khoảng 160 cây số mỗi giờ có thể tạo ra các hạt mưa đá có đường kính lên đến 12 cm hoặc hơn. Ồ, oh, nghĩa là nó lớn hơn một cái trái bóng tennis ở đấy các bạn ạ. Rồi, ok. Như đã nói ở đầu video thì vào mùa nắng nóng hiện tượng mưa đá thường xảy ra nhiều hơn so với mùa lạnh. Có người chắc sẽ hỏi, điều kiện hình thành hạt băng đòi hỏi nhiệt độ rất thấp, trong khi mùa hè lại rất nóng làm sao có băng được? Câu hỏi rất thú vị này và xin trả lời với các bạn rằng, trong mùa hè dù có nóng nực, nhiệt độ dưới đất lên tới 30 độ C, thậm chí là hơn rất nhiều, nhưng không khí càng lên cao càng lạnh dần đi. Nếu ở dưới đám mây nhiệt độ còn 20 độ C thì trong đám mây, chỗ có độ cao 4 cây số, nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ C rồi đấy. Một đám mây mưa đá có thể vươn tới độ cao trên 10 cây số. Vì vậy mà trên không trung có những vùng nhiệt độ xuống thấp hơn điểm đóng băng, tạo điều kiện cho những hạt băng hình thành. Các bạn đã rõ cả chưa nào? Cho tôi hỏi, các bạn thông thường thì chạy xe hàng ngày trên đường, các bạn đi với vận tốc là bao nhiêu cây số mỗi giờ? Có lẽ là chỉ ở mức 40-50 là phổ biến nhất phải không nào? Còn những ai đi hơn như vậy một chút, tức là chạy khoảng 70-80 cây một giờ là đã thấy siêu nhanh rồi. Thậm chí là còn thường xuyên bị các anh giao thông gọi lại nhắc nhở đi chậm lại. Nhưng các bạn có biết, vận tốc rơi của một viên mưa đá nhanh hơn mức đó gấp nhiều lần hay không? Đúng vậy, một viên mưa đá rơi với vận tốc dao động từ 50 đến 60 m một giây và thậm chí có trường hợp là 90 m trên một giây nữa. Wow, vậy để tính xem nào. Như thế thì vận tốc 60 m một giây là một phút nó đã di chuyển được 3.600 m, tương đương với 3,6 km rồi đấy. Cũng chính vì vận tốc chớp nhoáng này mà các cục băng rơi xuống các đồ vật hay thảm thực vật có thể để lại những dấu vết và gây ra những tiếng ồn tương đương với tiếng tàu hỏa hay xe tai nặng hoặc là xe bánh xích đi qua cầu. Vậy với sự nguy hiểm đó thì chẳng may nếu đang di chuyển trên đường, chúng ta phòng tránh mưa đá bằng cách nào cho hiệu quả đây? Nếu gặp mưa đá thì các bạn nên lập tức dừng lại tìm chỗ ẩn gần nhất có thể, đội mũ bảo hiểm để tránh đá rơi vào đầu. Sau khi trú ẩn an toàn, phải chờ đá trên đường tan hết mới tiếp tục đi để tránh trơn ngã và đảm bảo cơn mưa đá đã hết hẳn nhé. À quên mất, còn một thắc mắc thú vị nữa mà có rất nhiều bạn muốn biết đó là mưa đá có ăn được không? Các bạn thân mến, mưa đá bản chất là nước đóng băng, nhưng loại đá lạnh chúng ta vẫn thường cho vào những ly nước giải khát để uống hàng ngày. Tuy nhiên thì các bạn không nên ăn chúng. Ngày nay thì những nhà máy mọc lên như nấm, khói bụi khí thải kèm theo vô số chất độc hại bay lơ lửng trong không khí. Những chất độc hại này có thể bao gồm benzen hay là cyclohexan là chất gây ra ung thư, có thể quyện cùng hơi nước, bốc hơi và lăng động thành những đám mây, sau đó ngưng tụ và rơi xuống trái đất. Vậy nên, tốt nhất là không nên ăn thử mưa đá các bạn nhé. Video ngày hôm nay đã đem lại cho các bạn một số kiến thức về những cơn mưa đá phải không nào? Từ nguyên nhân hình thành, kích cỡ, tốc độ di chuyển của nó cho đến việc khuyên các bạn không nên thưởng thức món quà thiên nhiên này. Xin chúc các bạn có cho mình thật nhiều kiến thức để ngày càng yên tâm và sẵn sàng đối phó với những biểu hiện cực đoan của thời tiết như hiện nay nhé. Hãy cùng đồng hành kênh Tri Thức Quanh Tà mỗi ngày nha. Xin chào!